hoặc như thế này. Con nghĩ tất cả tại mẹ thôi. Chính mẹ mà khiến con ra nông nỗi này. Con à, con ngồi xuống đây đi, để con nghe mẹ nói nè. Bắp. Mẹ cũng biết là cái lỗi của mẹ. Mẹ cho đứng bài. Giờ con mới biết mẹ chơi đánh bài đúng không? Mẹ bắt cá xíu đầu à? Không phải, mẹ chơi hụi. Rồi bây giờ mẹ không có tiền trả mà mẹ bán con cũng đẹp nữa. Cứu mẹ đi con. Một đời xa như thế này con muốn làm lại cuộc đời. Đây nằm rớt, nằm rớt. Cô bật đây. Con sẽ về đây cô đợi với mẹ. Vâng, cô bật rồi. Đúng rồi. Sao mẹ cô không ổn vậy? Mẹ bảo đây, đúng rồi. Vâng, ngủ đi. Mẹ làm cho con về, ở với mẹ. Con với mẹ chơi hủi. Sao mẹ lại ngủ? Con ơi, ố, con chào dượng ạ. Sang chưa ạ? Dạ vâng ạ, con mới sang chưa ạ? Con về nó chơi, nó thăm với thằng vợ chồng mình đó. Con xin sang thưa chuyện với Dượng với mẹ là con muốn sang ở bên này được không? Nó đổ. Thật thật nó đổ. Nó sao? Nói dự nghe đây. Dạ, nói thật với Dượng là chúng con... Thôi, năm rưỡng. Để tôi nói ông nghe nè. Ai đời nhỏ thờ gì mà cưới đứa con vợ. Nhìn đây. Nó lanh đi. Tối ngày cứ đánh đặt nhỏ hoài à. Đây, tôi nói bạn em như thế này. Cái gì nó về đây nó ở thì cũng không phải là cái gì nó quá khó. Dạ, được thế. Nhưng mà mình phải buông sới cho vợ chồng nó. Tụi nó đã có hai bạn con rồi, đúng không? Sao tự nhiên vì cái chuyện mà vợ đánh chồng xuống bỏ nhà đi hai đứa cái cháu mình rất là tội. Mẹ ơi, Dượng ơi, còn không có bạn bố nào quay về nhà ấy nữa đâu. Xin mẹ đi Dượng lại cho con được.